Tết mãi mận cùng Anna dinh dưỡng, tặng quà gì cho người thân? Chị, em có con bạn gái thích trắng da, em mua 100 kg cam tặng bạn nha. Chi vậy? Người ta nói trong cam nhiều vitamin C giúp trắng da. Cam không có nhiều vitamin C như là em nghĩ đâu. Cần tây có lượng vitamin C gấp 4 lần cam, còn ớt chuông có lượng vitamin C gấp hơn 6 lần trong cam. Ủa, có thiệt không vậy trời? Mà vitamin C nó không có giúp chống nắng trực tiếp, nghĩa là nó không có hấp thụ các tia UVA, UVB gì đâu. Tại sao người ta nói vitamin C làm trắng da? Người ta nói vitamin C làm trắng da. Thì nó cũng có hỗ trợ để làm giảm cái sự hình thành của hắc sắc tố. Ủa, vậy làm sao mà trắng được ta? Thực ra là trong cam thì cũng có beta carotene, có nghĩa là nó cũng hỗ trợ hấp thụ những cái tia nắng, nhưng mà lượng thì nó không có nhiều lắm. Ủa, lúc thì nó không được, bây giờ lại nó được là sao? Mà tóm lại bây giờ em mua cái gì nè? Em mua kẽm đi. Cái món đó dành cho đàn ông mà chị. Ai nói kẽm là của đàn ông? Kẽm rất là tốt trong cái việc mà dưỡng da và chống nắng đấy nha. Mà có thiệt là kẽm làm trắng da không trời?